Hồi ký chiến tranh biên giới Tây Nam. Tác giả: Vũ Trung Kiên. Phần 10. Sau khi lũ tù binh đã rời đi, đồng chí Bình đến báo cáo với tôi còn đang nhốt một tốp tù binh cũng gần đây. Tôi theo chân đồng chí Bình và các chiến sĩ trinh sát đi khoảng 100 mét thì gặp hai chiến sĩ trinh sát súng lăm lăm trong tay, đạn đã lên nòng. Đang canh gác bốn tên tù binh đã trói chặt và tên nào cũng bị các chiến sĩ trinh sát của ta xé quần áo cũ làm rẻ bịt mắt. Đồng chí Bình nói nhỏ vào tai tôi. Tù trưởng cho chúng em thịt mấy thằng này nhé. Nó toàn là bọn chỉ huy ác ôn thôi. Nhìn bốn tên tù binh, thằng nào cũng mập thù lù và tuổi cũng khá già dạng Chúng tôi yêu cầu các chiến sĩ trinh sát tháo hết băng bịt mắt cho chúng, rồi cùng đồng chí Cúc, đồng chí phiên dịch thực hiện cuộc thẩm vấn ngay tại chỗ. Qua gần một giờ đồng hồ, với những biện pháp nghiệp vụ của đồng chí Cúc, trợ lý địch vận, đã từng có nhiều kinh nghiệm xét hỏi tù binh, chúng mới chịu thú nhận là sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn, trực thuộc sư đoàn 210 của Pol Pot Chính sư đoàn này năm 1978 đã tràn xuống vùng Tri Tôn, An Giang, giết hại hơn 3.000 dân vô tội Việt Nam ở xã Ba Trúc. Lúc này máu trong người tôi muốn sôi lên, chỉ muốn ra lệnh cho các chiến sĩ thuộc quyền bắn nát những cái đầu, những khuôn mặt đen kịt, có đôi mắt đỏ ngầu để trả thù cho đồng bào của ta. Nhưng tôi lại không thể nào làm được. Đọc được suy nghĩ của tôi, đồng chí Bình đến gì vào tai tôi hay là anh cho chúng em cởi trói cho nó Rồi đuổi cho chúng nó bỏ chạy Vậy là chúng ta có cơ hội Một suy nghĩ bỗng vụt lên trong tôi Chính sách tù hàng binh của quân đội ta rất nhân đạo Kỷ luật là rất nghiêm khắc Cũng nhờ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho quân đội ta chiến thắng nhiều kẻ thù Cuối cùng tôi cũng lấy lại được đức tính của chính bản thân mình Yêu cầu các chiến sĩ trinh sát cởi trói cho bọn tù binh Rồi phóng thích chỉ đường cho chúng tìm về quê cũ. Việc tới đây làm tôi hồi tưởng lại qua bao trận đánh, qua bao cuộc kháng chiến, chúng ta đã tha chết cho biết bao nhiêu kẻ thù hung bạo, gây nhiều nợ máu với nhân dân và các chiến sĩ của ta, trong đó có tên nhu cai ngục ở nhà tù Phú Quốc, hoặc rất nhiều sĩ quan có cả cấp tướng của đối phương, đến bây giờ họ vẫn được sống, trở thành những người công dân tốt có ích cho nước nhà hoặc đang được định cư tại một nước nào đó. Tôi thầm cảm ơn quân đội nhân dân Việt Nam, anh hùng đã giáo dục, rèn luyện chúng tôi có một bản chất mà ít đội quân xâm lược nào có được. Ngày 18 tháng 3 năm 1979, Sở Chỉ huy Trung đoàn lại tiếp tục hành tiến. Tiếng súng phía trước vẫn ẩm ỉ rền vang. Nhiều đoạn pháo của địch sen sẹt vượt qua Sở Chỉ huy Trung đoàn. Tuyến phòng thủ bên ngoài của quân khu Tây Nam đã bị trung đoàn 156 và các đơn vị bạn đánh chiếm. Chúng co dần vào trung tâm lập các tuyến phòng thủ. Dọc đường tiến quân, chúng tôi gặp rất nhiều những lán trại, xe quân sự mà bọn Pol Pot tháo chạy để lại. Có cả những chiếc xe khách mang dòng chữ Việt Nam mà trước đây chúng phục kích lấy được của ta hồi cuối tháng 1 năm 1979. Tôi gặp một chiếc xe 25 chỗ ngồi, giống như loại xe buýt mang dòng chữ Sa Bắc Mỹ Thuận, nằm trong bãi xe hỗn loạn được hậu cần trung đoàn và các đơn vị tham chiến tiếp nhận và chắc chắn nó lại được trở về Việt Nam, nơi xuất xứ của nó. 12 giờ trưa cùng ngày, sở chỉ huy trung đoàn bất ngờ được lệnh dừng chân khẩn cấp. Chẳng hiểu có điều gì xảy ra. Khoảng 10 phút sau thì bất ngờ nghe tiếng đạn nhọn rền vang. Cách chỗ chúng tôi chỉ độ một cây số tiếng súng nổ giữa ta và địch đan sen nên không thể phân biệt được đâu là tiếng súng của ta đâu là tiếng súng của địch thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nổ rất lớn đó là pháo tự hành trên những chiếc xe tăng của quân đội Pol Pot một tình huống thật bất ngờ trên hướng tiến quân của trung đoàn 156 khi ba tiểu đoàn bộ binh đã vượt qua một quãng đường khá xa vào trung tâm của sở chỉ huy quân khu Tây Nam. Địa hình ở đây rừng núi rất hiểm trở nên đã bỏ sót một căn cứ của địch có xe tăng yểm trợ. Đội hình hành tiến của trung đoàn do đại đội trinh sát và công binh đi đầu đã bất ngờ chạm chán với địch. Tiếng súng nổ ở ngay phía trước ngày càng dữ dội. Nhiều quả lựu đạn tự hành của xe tăng địch nổ in tai nhức óc. Chỉ còn cách chỗ chúng tôi chừng độ 300 m Sở chỉ huy trung đoàn và ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần nhanh chóng sơ tán, lợi dụng các địa hình, địa vật có lợi làm nơi hầm trú ẩn, trong khi không thể đào công sự vào lúc này. Những mệnh lệnh khẩn cấp qua máy thông tin hải oát được truyền thẳng ra ban chỉ huy các tiểu đoàn bộ binh 1, 2 và 3. Hai đơn vị trinh sát và công binh của ta vẫn nổ súng chống trả quyết liệt, nhưng với đặc thù thì sức chiến đấu có hạn. Sau khi nhận được báo cáo của ban chỉ huy trung đoàn Bộ tư lệnh sư đoàn đã lệnh ngay cho trung đoàn 10 ở cánh bên phải đánh tạt ngang vào sườn trái của quân địch. Tiểu đoàn 1 phía trước đã kịp quay trở lại tiếp ứng. Đến 16 giờ cùng ngày, toàn bộ quân địch nơi đây, lớp chết, lớp bị thương, số sống sót đã chịu đầu hàng. Ta thu rất nhiều vũ khí, đạn dược và hai chiếc xe tăng do Trung Quốc sản xuất đã lọt vào tay trung đoàn 10, sư đoàn 339. Bộ đội được chỉnh trang lại hàng ngũ, bổ sung thêm lương thực, vũ khí, đạn dược, tiếp tục hành tiến, đánh sâu vào xào huyệt của địch. Một căn cứ chiến lược có tầm quan trọng của quân Pol bon Pot. Rồi mọi tình huống, khó khăn, ác liệt vẫn đang chờ ta ở phía trước. Các mũi tiến quân của ta vẫn thực hiện chiến thuật bóc lớp. Sở chỉ huy quân khu Tây Nam của Pol bon Pot xung quanh với một lực lượng khá đông đảo và đủ các thành phần các ban bệ của quân khu, các sư đoàn chủ lực khi bị ta tấn công, rút chạy về đây. Đặc biệt là đám vợ con của sĩ quan, binh lính cùng với dân dân bị chúng cưỡng ép chạy theo chúng. Tuy nhiên, qua thời gian ta mở chiến dịch, phần đại đa số nhân dân Campuchia đã tìm mọi cách tự động thoát ra ngoài và họ được bộ đội quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có trung đoàn 156 giúp đỡ. Nhiều cụ già và các em bé bị kiệt sức chỉ còn chờ chết được cứu sống. Cũng chính vì lẽ đó mà sau này nhân dân Campuchia gọi chúng tôi là đội quân nhà Phật. Tôi nhớ lại hôm đó, tôi đang ngồi cùng với anh Thiệp tại ban chính trị, gần sở chỉ huy trung đoàn để bàn bạc công việc thì được đồng chí trợ lý dân vận đến thông tin cho biết. Một tốp người dân Campuchia mới từ trong rừng ra, đang ở cách chỗ chúng tôi khoảng 300m và họ đang cần sự trợ giúp. Tôi kéo theo đồng chí y tá và đồng chí liên lạc của ban chính trị, rồi cùng đồng chí phiên dịch, trợ lý dân vận đến ngay khu vực đó. Trước mắt tôi khoảng 100 người dân, toàn là phụ nữ, trẻ em. Họ ăn mặc sạch sẽ hơn những người dân mà chúng tôi đã từng gặp. Khi gặp chúng tôi, trên khuôn mặt của những người phụ nữ Campuchia, họ tỏ ra rất sợ hãi. Số trẻ em đi theo khoảng 20 đứa. Trong đó có gần 10 cháu còn phải bồng bế trên tay các mẹ. Sau thời gian tiếp xúc với dân, đồng chí phiên dịch cho tôi biết, số phụ nữ và các em nhỏ đều là vợ con của lính Pol Pot đã bị thất lạc. Nhìn đám trẻ em, tôi gặp ba cháu khoảng 2-3 tuổi, mặt mũi tái nhợt, da vàng tím tái, người run lên cầm cập trên tay mẹ chúng. Tôi yêu cầu các đồng chí y tá đến thăm khám ngay cho các cháu sau khi đã thực hiện xong những động tác chuyên môn. Đồng chí y tá cho tôi biết, các cháu đều bị sốt ở nhiệt độ rất cao, cần phải được tiêm thuốc và truyền nước biển, nếu không có thể nguy hại đến tính mạng. Được sự nhất trí của tôi, đồng chí y tá cho các cháu uống và tiêm thuốc, loại thuốc dự phòng để sẵn cấp cứu cho bộ đội ta khi bị sốt rét rừng. Cơ số thuốc này của Ban Chính trị Trung đoàn. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng vận tải của ban hậu cần trung đoàn đã đem cơm nắm đến để cấp phát cho những người dân rồi chúng tôi hướng dẫn chỉ đường cho họ theo những làn xe vận tải quân sự trở ra đường quốc lộ riêng ba cháu bé bị bệnh nặng chúng tôi quyết định giữ các cháu lại cùng với người thân rồi được đồng chí y tá dẫn về trạm quân y của trung đoàn các cháu được nhập viện một lát sau đoàn người đã rời xa vị trí nhưng có khoảng 10 người không chịu đi. Tôi vội vàng cùng đồng chí phiên dịch đến tận nơi. Sau khi trao đổi với đồng chí phiên dịch, tôi được biết 12 cô gái này, họ biết chồng của họ đã bỏ rơi vợ con để chạy theo bọn ăn ca vào sâu trong rừng. Họ muốn quay trở lại tìm chồng và khuyên những người thân thoát ra ngoài đầu hàng quân đội nhân dân Việt Nam để được hưởng khoan hồng và tìm cho mình con đường sống. Sự thật họ đã được chứng kiến tận mắt những việc làm, hành động của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, không giống những gì mà bọn chính quyền phản động Pol Pot tuyên truyền. Đến ngày 22 tháng 3 năm 79, chiến dịch đánh vào căn cứ quân khu Tây Nam đã đạt tới đỉnh điểm. Các mũi tiến công được lệnh truy kích vào tận hang ổ cuối cùng của lũ quân thủ khát máu. Tiếng súng rền vang khắp chiến tuyến, có chiều dài khoảng chục cây số. Các đơn vị tham chiến lúc này đã được tăng cường chi viện hỏa lực tối đa. Lực lượng không quân, pháo binh mặt đất của các quân khu, quân đoàn. Do vậy chiến sự ở đây, phần ưu thế đã nghiêng hẳn về phía ta. Hướng trung đoàn 156, các đơn vị phía trước là 3 tiểu đoàn bộ binh 1, 2 và 3 đã tiến vào rất sâu. Trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn vẫn liên tục bám gót. Khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng nghìn người trong rừng lũ lượt kéo ra, đầy đủ các thành phần, từ ông bà già, phụ nữ, trẻ em, rất nhiều thanh niên nam giới. Số thanh niên này chúng tôi đoán chắc là bọn lính Pol Pot, trà trộn và hàng ngũ nhân dân. Họ đi tay không nên chúng tôi cứ mặc kệ. Cơ quan dân địch vận hướng dẫn cho họ đi thành hàng, thoát dần ra khỏi khu vực. Khoảng 11 giờ, bỗng nghe tiếng nổ chỉ cách chỗ chúng tôi đang trú quân khoảng 200 mét. Chưa biết điều gì đã xảy ra, tôi cùng đồng chí liên lạc của ban chính trị và bốn vệ binh trung đoàn vội vã đến nơi có tiếng nổ, thì một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt. Một cụ già và một em nhỏ đã nằm im bất động, máu me loang khắp người. Họ đã dính một quả mìn gài của bọn Pol Pot. Quan sát thật kỹ, tôi đoán cụ già khoảng 70 tuổi và em nhỏ chỉ trên dưới 10 tuổi đã tắt thở hoàn toàn. Lúc này, đoàn người dân Campuchia đã đi khá xa và không có ai trợ giúp. Tôi đoán hai người vướng phải quả mìn này chắc chắn là một gia đình còn sống sót qua các cuộc hành quyết đẫm máu của bè lũ diệt chủng. Họ có thể là hai ông cháu. Được bốn đồng chí vệ binh giúp sức, chúng tôi nhanh chóng đào huyệt, cũng chỉ sâu độ 80 phân. Chúng tôi để hai thi thể xuống hố rồi lấp đất, chặt một cành cây tươi cắm trên nóc mộ chúng tôi vĩnh biệt những người dân Campuchia kém phần may mắn. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, tôi đã trở về sở chỉ huy trung đoàn, báo cáo sự việc và nguyên nhân xảy ra vụ nổ. Đến 14 giờ, sở chỉ huy lại được lệnh hành tiến. Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều lán trại, xe cộ của quân Pol Pot tháo chạy bỏ lại. Khoảng 16 giờ, sở chỉ huy trung đoàn lại được lệnh dừng chân. Tin từ ngoài trận địa báo về, bộ chỉ huy quân khu Tây Nam, quân Pol Pot, trong đó có tên Tả Mốc cầm đầu đã tháo chạy. Do rừng núi hiểm trở lại không thông thạo địa hình, các cánh quân của ta vòng vây không khép kín, tạo kẽ hở cho cơ quan đầu não và một số tàn binh ngoan cố thoát ra khỏi vòng vây. Chúng chạy về hướng biên giới Thái Lan. Các đơn vị phía trước, trong đó có 3 tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 156 được lệnh lùng sục phát hiện nhiều hầm súng và đạn dược của địch đã bỏ lại. Cơ quan hậu cần, trong đó có C-22 vận tải do anh Tư Công, trung đoàn phó chỉ huy, được lệnh vào thu chiến lợi phẩm. Dọc đường đi, bộ phận anh Tư Công đã gặp một con voi của bọn Pol Pot. Nó không kịp theo chủ của nó. Không thể bắt sống được vì không có nài và ta cũng không ai biết điều khiển voi. Nên bộ đội buộc phải nổ súng Tối hôm đó cơ quan trung đoàn bộ Trong đó có sở chỉ huy trung đoàn Được một bữa thịt voi thỏa thích Như vậy tính đến ngày 23 tháng 3 năm 79 Chiến dịch đánh vào căn cứ quân khu Tây Nam Của bọn Pol Pot trú ngụ tại chân núi Tượng Lăng, Campuchia Ta đã giành thắng lợi Xóa sổ 7 sư đoàn chủ lực của quân Pol Pot Mà đa phần chúng đầu hàng Hoặc trà trộn vào nhân dân Để thoát ra ngoài căn cứ Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy quân khu Tây Nam gồm những tên ác ôn khét tiếng đã kịp thời tẩu thoát về phía biên giới Thái Lan. Và để giành được thắng lợi trong chiến dịch này, có rất nhiều cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có Trung đoàn 156, Sư đoàn 339 đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Chiến dịch đánh vào căn cứ quân khu Tây Nam của Pol Pot đã cơ bản hoàn thành, tiêu diệt và làm tan rã nhiều sư đoàn chủ lực của địch. Đặc biệt, ta đã giải thoát một số lượng lớn nhân dân Campuchia thuộc các tỉnh Tà Keo, Campong Sư Pư, Campot bị chính quyền và quân Pol Pot cưỡng ép đi theo chúng. Các đơn vị tham gia chiến dịch này được lệnh tiếp tục truy lùng bọn chỉ huy đầu sỏ và một số tàn quân ngoan cố không chịu đầu hàng. Lúc này Pol Pot đã tập hợp một số tàn binh chạy tới vùng biên giới Thái Lan lập căn cứ với ý đồ kháng chiến lâu dài để chống lại quân tình nguyện Việt Nam và chính quyền Campuchia mới được hình thành còn rất non trẻ. Khu vực này rừng núi liên hoàn từ Tượng Lăng qua Cô Công rồi tới Pua Sát, Bát Tam Băng vẫn còn nhan nhạn lũ tàn binh. Chúng tổ chức thành từng tốp nhỏ, phân đội nhỏ, tìm mọi cách vượt rừng núi, hướng về biên giới Thái Lan, nơi Pol Pot đặt bản doanh. Bộ đội ta tiếp tục truy lùng, chốt chặn, quyết tâm bằng mọi cách phải xóa sổ tận gốc đội quân hung bạo, dã man và tàn ác chưa từng có trong lịch sử loài người. Hướng trung đoàn 156, bộ đội vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình, vừa phải tiếp tục giải quyết các hậu quả sau bao ngày chiến đấu triền miên kể từ khi ta mở chiến dịch tổng phản công và gần đây là chiến dịch đánh vào sở chỉ huy quân khu Tây Nam. Ngày 26 tháng 3 năm 1979, ba tiểu đoàn bộ binh 1, 2 và 3 của trung đoàn được lệnh rời ra đóng quân xung quanh trung đoàn bộ, vừa dưỡng quân, vừa củng cố lực lượng để bổ sung thêm vũ khí, lương thực, đạn dược, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đại đội trinh sát của trung đoàn được giao nhiệm vụ tung ra bám địch theo hướng đã được bộ tư lệnh sư đoàn ấn định, phục vụ công tác truy quét. Khoảng 18 giờ cùng ngày, một công điện qua máy bộ đàm PRC25 của ban chỉ huy đại đội trinh sát báo về. Trong lúc thực thi nhiệm vụ, đã gặp địch và nổ súng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, ta thu nhiều vũ khí, đạn dược. Trận đánh này, sau đó tôi đã được chứng kiến do đồng chí Bình, chính trị viên đại đội trinh sát, báo cáo trực tiếp với ban chỉ huy trung đoàn, cơ quan tham mưu, có đồng chí Thản tham dự và tôi đã ghi chép lại rất tỉ mỉ. Sau khi ta nhận được chỉ thị của ban chỉ huy trung đoàn Ban chỉ huy đại đội trinh sát quyết định triển khai đội hình rời khỏi vị trí đóng quân để tiến sâu vào trong rừng. Đội hình xuất phát khoảng 5 giờ. Quân số tham gia khoảng 60 tay súng do đồng chí Bình quê Vĩnh Long, chính trị viên đại đội trực tiếp chỉ huy. Đội hình hình thành hàng dọc, hành tiến rất chậm. Đi đầu là tốt 5 người có đồng chí Trung đội trưởng đi trước bám địch. 12 giờ trưa hôm đó, bộ đội đã có mặt ở một tọa độ. Nơi đây rừng núi rậm rạp, có những cây to chừng 3-4 người ôm không hết. Anh em đã gặp nhiều dấu vết và lá rừng bị dẫm đạp. Với tài trí thông minh của người cán bộ trinh sát đã có nhiều kinh nghiệm. Đồng chí Bình nhanh chóng cho bộ đội triển khai đội hình chốt chặn đón lõng. Khoảng 16 giờ cùng ngày, một tốp lính Pol Pot khoảng 30 tên đã lọt vào trận địa phục kích và bộ đội ta đã nổ súng. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên đã hạ gục khoảng 1 phần 3 quân số của địch. Số lính sống sót điên cuồng chống trả, chúng lợi dụng cây rừng làm vật che chắn, tung đủ các loại lựu đạn về hướng trận địa ta. Xác định rõ đây là bọn tàn binh rất ngoan cố, gồm nhiều tên chỉ huy ác ôn khét tiếng. Bộ đội ta đã bình tĩnh tiêu diệt từng tốp. Cuộc chiến đấu giằng co kéo dài đến gần 17 giờ. Ta đã diệt toàn bộ tốp lính địch nói trên. Đây là một chiến công lớn của đại đội trinh sát thuộc trung đoàn 156, sư đoàn 339 trong những ngày cuối cùng của chiến dịch đánh vào quân khu Tây Nam. Ngày 28 tháng 3, tôi được thay mặt trung đoàn về quân khu ở Cần Thơ để tập huấn lớp đặc biệt do Bộ Quốc phòng và quân khu đảm trách. Cán bộ cấp tiểu đoàn có đồng chí Thái quê Bến Tre, chính trị viên phó tiểu đoàn 3 cũng được lệnh cùng đi. Chiếc xe Jeep của trung đoàn có hai vệ binh đi hộ tống đưa chúng tôi sát nhập vào đoàn xe của sư đoàn do anh Năm Huệ, chính ủy trung đoàn 159, trung đoàn pháo binh chỉ huy. Chẳng ai bảo ai, nhưng trên nét mặt của những cán bộ chiến sĩ được cử về nước đều rạng rỡ hẳn lên. Lúc này trên đất cam vẫn chưa phát hành tiền nên mọi giao dịch đều thông qua các cách đổi chác. Tuy vậy, hậu cần quân đội cũng chuyển một lượng tiền Việt Nam sang chiến trường Campuchia để chi trả cho cấp sĩ quan đang được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp, gồm lương chính, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chiến trường và phụ cấp khu vực. Và tôi được nhận truy lĩnh 4 tháng, từ tháng 1 năm 79 đến tháng 4. Một tháng là 153 đồng, lúc đó là một khoản tiền cũng khá. Lương giáo viên trung học là 36 đồng một tháng, nhưng thật oái oăm. Sáng hôm đó, hai ba lô tiền tài vụ trung đoàn mới lãnh từ sư đoàn về, chưa kịp cấp phát, đã không cánh mà bay. Tôi đành phải ghé sư đoàn. Cũng may, các đồng chí tài vụ sư đoàn đã thông cảm và cấp đủ. Sau này tôi biết thông tin, số tiền kẻ gian lấy cắp của tài vụ trung đoàn đã bị vệ binh phát giác và thu hồi lại tại vị trí cách nơi đóng quân của trung đoàn khoảng một cây số. Khi đã nhận đủ số tiền đút túi, tôi nghĩ ngay đến việc về tới Việt Nam sẽ gửi số tiền này về quê cho vợ, làm món quà cho đứa con đầu lòng. Bấm đốt ngón tay, chỉ còn thời gian rất ngắn, đứa con tôi sẽ ra đời. 16 giờ cùng ngày, đoàn xe của chúng tôi, Tháp Tùng, đoàn xe thiết giáp, đã hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào thị xã Tà Keo. Chúng tôi được nhân dân Campuchia đứng hai bên đường chào đón. Thị xã Tà Keo lúc này, nhân dân trong rừng trở về cũng khá đông. Trong đó có cả đám tàn quân Pol Pot buông vũ khí đầu hàng, đan sen, nên việc ăn, ở của bộ đội ta phải cảnh giác cao độ. Các sĩ quan bên hông, người nào cũng lệ khệ khẩu súng ngắn và rất nhiều băng đạn. Lực lượng vệ binh đi hộ tống được trang bị tiểu liên AK để sẵn sàng chiến đấu. Một điều bất ngờ, tôi đã gặp lại anh Phạm Hậu tại đây. Anh Hậu Nguyên là chính trị viên đại đội trinh sát của Trung đoàn 207 người chỉ huy bộ đội tìm kiếm liệt sĩ hy sinh tại Đá Biên, Long An vào tháng 10 năm 1973. Lúc này anh đang là trợ lý thanh niên của Cục Chính trị Quân khu 9, được Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ làm đặc phái viên đưa đoàn văn công số 2 sang phục vụ chiến trường Campuchia. Anh dẫn tôi đi thăm và giới thiệu hầu hết các thành viên trong đoàn. Họ toàn là những nghệ sĩ, ca sĩ thuộc người Việt gốc Campuchia được tuyển dụng từ các tỉnh trà vinh sóc trăng an giang và dàn dựng các vở kịch bài ca cách mạng bằng cả hai thứ tiếng việt nam và campuchia anh mời chúng tôi tối nay đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn nhưng tôi khước từ vì còn nhiều việc phải chuẩn bị cho ngày mai để lên đường trở về đất mẹ chia tay với anh hậu sau một thời gian dài xa cách mà lòng tôi bùi ngùi chẳng muốn rời xa Vậy là các sĩ quan của Trung đoàn 207 vẫn tiếp nối nhau, có mặt trên chiến trường Campuchia. Khoảng 7 giờ sáng ngày 29 tháng 3, đoàn xe của chúng tôi gồm xe Jeep và GMC được lệnh lăn bánh rời khỏi thị xã Tà Keo. Hai chiếc GMC được phủ bạt, có các huệ binh trang bị đầy đủ súng đạn, hộ tống được ưu tiên chạy trước. Và khoảng 11 giờ, đoàn xe đã có mặt tại cầu phao bắc qua sông Vĩnh Tế biên giới Việt Nam. Hai xe vận tải đi đầu bị lực lượng kiểm soát quân sự chặn lại. Lúc này Bộ Quốc phòng đã hình thành các chốt kiểm soát quân sự ở các cửa khẩu biên giới nhằm ngăn chặn bộ đội ta về nước vi phạm 9 điều quy định của chính phủ và kỷ luật quân đội. Thấy xe trùm bạt bít bùng, các đồng chí kiểm soát quân sự tường bờ nên yêu cầu được kiểm tra. Đồng chí chỉ huy trưởng đội kiểm soát quân sự đến chào anh Năm Huệ theo điều lệnh quân đội rồi yêu cầu anh nam huệ đồng ý ngay khi mấy đồng chí kiểm soát quân sự vừa cởi xong dây bạt chui vào trong xe thì gặp toàn thi hài liệt sĩ được gói trong những bọc ni lông đang trong thời kỳ phân hủy các đồng chí kiểm soát quân sự mặt cắt không còn giọt máu vội nhoài đầu chui ra nhảy xuống đất và khoác tay cho đoàn xe tiếp tục lăn bánh tới nghĩa trang dốc bà đắc thuộc địa phận huyện tịnh biên an giang hai xe vận tải chở liệt sĩ được lệnh dừng lại còn lại đoàn xe chở cán bộ về tập huấn thẳng tiến trên đường quốc lộ về hướng Cần Thơ. Khi chúng tôi đi ngang qua thị xã Châu Đốc, lại gặp đoàn xe tải hơn 100 chiếc, chở đầy lương thực, đang hành tiến sang đất bạn. Mặc dù lúc này, nhân dân Việt Nam còn thiếu thốn lương thực một cách trầm trọng, nhưng vẫn chuyên chở lương thực sang cứu tế cho nhân dân Campuchia, vừa mới thoát khỏi ách thống trị của bọn giặc Pol Pot chưa có điều kiện sản xuất. Khoảng 17 giờ cùng ngày, chúng tôi đã có mặt tại khách sạn Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lúc này hai khách sạn lớn nhất của thành phố vẫn thuộc quân khu 9 quản lý. Ninh Kiều trước đây dành cho sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và khách sạn 101. Tôi được bố trí nghỉ tại khách sạn Ninh Kiều và cùng phòng với tôi là anh Hoàng Tế, trưởng ban tổ chức sư đoàn. Anh Hoàng Tế thân quen với tôi ngay từ những ngày chúng tôi còn ở trung đoàn 207 Trước khi nhập ngũ, anh là giáo viên cấp 3. Anh có nước da trắng, dáng người thư sinh, tính cởi mở vui vẻ. Sau trận đánh tháng 10 năm 73 ở Đá Biên, Trung đoàn 207 đã thành lập một tiểu đoàn đặc biệt do anh làm chính trị viên sang tăng cường cho Trung đoàn 24. Trung đoàn này đã đánh chiếm Tổng nha Cảnh sát ngụy Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau một thời gian dài xa cách, Giờ đây chúng tôi lại về cùng một đơn vị chiến đấu và hôm nay trong lớp tập huấn lớp cán bộ đặc biệt làm công tác xây dựng chính quyền cho bạn tại khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ. Tôi và anh được ngủ chung một phòng. Hết phần 10.